Konnichiwa, konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo, phần từ vựng tiếp theo của cấp độ N2 các bạn ha. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần từ vựng của ngày hôm nay. Hôm trước, những từ vựng ngày hôm trước các bạn đã thuộc, của buổi hôm trước các bạn đã thuộc chưa nào? Bạn nào chưa thuộc nhớ xem lại và học cho thuộc giùm xem xem nha. Học từ vựng không những học thuộc từ vựng đó, hiểu cách sử dụng, ứng dụng của từ vựng đó vô ngữ cảnh thì chúng ta mới nhớ được lâu và chúng ta có thể sử dụng trong hội thoại hàng ngày thoải mái và không cần phải lo lắng nữa các bạn ha. Mà để như vậy thì các bạn cần phải xin cùng với sensei nào. Nhớ phải xin các bạn ha. Và trong lúc xem video các bạn hãy thực sự là lúc mình đang học thực sự chứ không phải là xem cho qua các bạn ha. Vậy thì cách học như thế nào đây? Khi mà sensei dạy từ đó các bạn nhớ đọc theo sensei thật là nhiều lần, giống như sensei đọc từ nào các bạn hãy đọc theo sensei nha các bạn ha. Đọc để nhớ, đọc để làm gì? Để nhớ nè. Đọc trước để làm gì? Để cho cái miệng chúng ta được dẻo. Và thêm nữa là đọc nhiều, chúng ta sẽ nhớ rất là lâu và nó sẽ phản ứng nó nhanh hơn. Cho nên nhớ đọc nhiều dùm sensei ha. Và quan trọng thứ hai nữa là khi nào mà sensei nói stop video lại là các bạn hãy stop lại để các bạn làm cái phần của các bạn. Sau đó các bạn mới tiếp tục video tiếp theo nha các bạn ha. Thì chúng ta học làm sao mà có một cái cụ thể để chúng ta có thể gặt hái được nhiều kết quả tốt nhất. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vô phần từ vựng đầu tiên của cái video ngày hôm nay. Thứ nhất đọc theo cô nha. Nhớ đọc theo cô nha các bạn ha. Hochisuru. 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 Rồi tiếp nè. Kofukusuru. 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 Rồi tiếp. Kosokusuru. 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 Rồi tiếp. Gashisuru. 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 Rồi tiếp. Dekishisuru. 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 Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu từng từ một trong những cái từ vựng ngày hôm nay các bạn ha. Rồi chữ từ đầu tiên chúng ta vô cho con ạ. Hãy hochisuru. 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 Rồi các bạn nhìn thấy giùm sensei nào. Hochisuru đây là chữ phóng. Chữ phóng nha các bạn ha. Và chữ thứ hai là chữ trị. Phóng có nghĩa là gì? Phóng có nghĩa là horu. Horu có nghĩa là gì để các bạn nhớ trong sensei nha. Chữ phóng đứng một mình nó đi với chữ ru đọc là horu. Và nó mang nghĩa là vứt bỏ giữa đường, bỏ ngang, bỏ dở chừng các bạn ha. Horu, horu. Còn chi này, chữ chi, chữ trị này có nghĩa là okimasu, là đặt để. Có nghĩa là đặt cái gì đó, để cái gì đó rồi vứt, rồi lơ các bạn ha, lơ. Đặt rồi lơ, đặt rồi lơ. Cứ như vậy mà lơ trong một khoảng thời gian các bạn ha. Thì chúng ta sẽ dùng là hochisuru. Còn đơn thuần của horu là vứt thôi. Không nhấn mạnh đặt đó rồi lơ nha các bạn ha. Vứt thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn sensei nào. Hochisuru có nghĩa là bỏ bê, bỏ mặc. Những gì mà chúng ta thấy đó, chúng ta thấy đó nhưng mà chúng ta lơ. Vậy thì thường nó hay đi với cái dạng ngữ pháp nào? Thứ nhất, nai de hochisarete ru. Nai de hochisarete ru. Nai de có nghĩa là không làm cái này. Mà hochisarete ru có nghĩa là bị bỏ lơ mà không. Bị bỏ lơ mà không, nhớ ạ. Nai de hochisarete ru. Bị bỏ lơ, đang bị bỏ lơ, đang bị vứt bỏ, đang bị lơ là mà không gì đó. Ví dụ dùng sensei nào. Tsukawa nai de hochisarete ru. Tsukawa nai de hochisarete ru có nghĩa là gì đây các bạn? À, bị bỏ lơ mà không sử dụng. Ví dụ bây giờ các bạn mua một cái chiếc điện thoại mới nhưng mà tự dưng về không thích nó nữa, xong rồi cất vô tủ. Phải không ha? Rồi cất vô tủ cứ để vậy, okimasu, okimasu. Rồi cho nên các bạn tsukawa nai de hochisarete ru. Tsukawa nai de hochisarete ru có nghĩa là bị lơ đi, có nghĩa là lơ làng, không cần màng tới nó nữa. Không thèm sử dụng đó được, cũng không thèm màng tới đó nữa. Đó là tsukawa nai de hochisarete ru, nhớ nha các bạn ha. Rồi mẫu tiếp theo người ta hay đi với hochisuru là cái gì đây? Mama hochisuru. Mama hochisuru có nghĩa là các bạn đã học mama ở N3 rồi ha. Mama có nghĩa là để nguyên trạng thái như vậy, trạng nguyên trạng thái như vậy. Các bạn ha, ta mama các bạn ha. Thì để nguyên trạng thái như vậy rồi lơ. Cứ để nguyên trạng thái vậy mà lơ, cứ nguyên trạng thái như vậy mà lơ. Vậy thì chúng ta có ví dụ như thế nào? Oita mama hochisuru. Oita mama hochisuru có nghĩa là cứ để như vậy rồi lơ làm, có nghĩa bỏ bỏ mặc. Cứ để như vậy rồi bỏ mặc. Bỏ mặc các bạn ha. Rồi ví dụ toki ga koareta mama có nghĩa là cái đồng hồ nó cứ như có hư như vậy đó, có nghĩa là cứ cái đồng hồ nó bị hư như vậy.
Kowadeta các bạn ha. Nanen mo hochisuru là đã bỏ lơ nhiều năm luôn rồi. Nhiều năm cái gì các bạn? Cái trạng thái cứ cứ như vậy mà bỏ lơ nó đi. Mama nanen mo hochisuru. Đã, tiếp theo dùng sensei nào. Ngoài ra nai đế thì chúng ta có thể dùng tê. Các bạn còn nhớ tê là dùng để làm gì không? Nối cầu, đúng không hà, liên kết cầu. Vậy thì trong trường hợp này tê hochisuru có nghĩa là làm cái gì rồi lơ. Làm rồi lơ. Ví dụ dùng câu nào. Hai. Kimono nui de hochisuru. Kimono nui de hochisuru có nghĩa là gì đây các bạn? Kimono là nui de, có nghĩa là cởi, cởi cái kimono ra đúng không ha? Rồi cởi xong vứt đó đó. Cởi rồi vứt để đó, đỡ rồi vứt ở đó không thèm lơ. Lơ nó không thèm dọn nó đi, không thèm cất nó đi, không thèm dọn nó vào thì người ta sẽ dùng là nui de hochisuru. Đây là cái bệnh chung của rất là nhiều bạn. Chắc là trong nhóm chúng ta chắc là sẽ có rất là nhiều bạn với cái trạng thái này các bạn ha. Thì nui de là đi về, cởi ra rồi vứt đó. Cởi ra, vứt đó, đó là nui de hochisuru. Nhớ nha các bạn ha. Vậy đây là ba cái mẫu mà nó hay được thường sử dụng. Sensei nói là thường hay sử dụng thôi nha, còn nó có thể đi với nhiều cái dạng khác nữa. Nhưng mà đây là mấy cái mẫu mà nó hay sử dụng nha, nên nhớ dùng sensei nha. Rồi, bạn nào chưa nhớ được hãy stop video lại khoảng 2 phút để nhớ cho kỹ, xong đó là chúng ta hãy tiếp tục video nha các bạn. Đó là sensei watsugi harimasu. Rồi bây giờ các bạn xem hãy stop video lại và tự mình comment trả lời dùm cho sensei. Theo các bạn sẽ trả lời những cái câu này sang tiếng Nhật, người Nhật, người tiếng Việt, tiếng Nhật nó sẽ nói như thế nào. Các bạn hãy comment cho sensei sẽ sửa cho các bạn những cái phần mà các bạn sai. Vâng ha, hoặc là cái này có thể sử dụng được, hoặc là cái kia không sử dụng được, câu các bạn sử dụng như vậy có đúng hay không, hoặc là câu của sensei nó như thế này là một cái mẫu thôi, còn các bạn sử dụng như vậy thì các bạn có đúng hay không. Nếu sai thì sensei sẽ sửa trong các comment của các bạn. Nhớ stop video lại làm cho sensei, sau đó mới tiếp tục video để xem cái phần lời giải của sensei nha. Hay sensei watsugi harimasu. Rồi bỏ bê công việc, bỏ bê có nghĩa là gì đây các bạn ha? Hochisuru, công việc. Shigoto, đúng không? Ha, shigoto, câu này quá dễ rồi, chúng ta sẽ nói sao đây? Hay shigoto hochisuru. Shigoto hochisuru có nghĩa là mình biến bỏ lơ, nó không thể quan tâm tới công việc gì hết. Shigoto hochisuru. Rồi tsugi ne. Xe đạp bị bỏ lung tung. Rồi các bạn xem giùm sensei nè. Xe đạp bị bỏ lung tung. Các bạn thấy bỏ lung tung là hochisuru. Vậy bị bỏ lung tung là gì đây các bạn? Chúng ta có bị động đúng không? Hochisareru. Là cái loại chiếc xe đạp mà bị bỏ lung tung biến trở thành cái cụm này. Nó bổ nghĩa cho chiếc xe đạp đúng không các bạn? Xe đạp bị bỏ lung tung là người ta đang nhấn mạnh cái xe đạp này. Nếu chúng ta nói là cái xe đạp này thì bị bỏ, thì chúng ta sẽ nói kono shitensha wa hochisareteru. Còn cái chiếc xe đạp mà bị bỏ lung tung thì cái bị nhấn mạnh chiếc xe đạp không thì chúng ta biến nó thành một cụm danh từ. Thì bị bỏ lung tung này nó sẽ bổ nghĩa cho cái từ xe đạp này. Vậy nếu bổ nghĩa chúng ta sẽ nói như thế nào đây? Rồi, ai thay vì chúng ta nói là hochisareteru jitensha, chúng ta có thể lược bỏ ngắn gọn lại. Hochi jitensha. Đọc theo nha các bạn. Hochi jitensha. Rồi ha. Rồi tiếp dùng sensei nào. Bỏ mặc bạn gái không quan tâm. Đây là rất là nhiều anh ha. Công việc bộn bề quá rồi bỏ mặc bạn gái, lơ là bạn gái gọi điện không thèm quan tâm luôn. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào đâu? Câu này quá dễ rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ nói là Kanojo hochisuru. Kanojo hochisuru. Kanojo hochisuru. Kanojo hochisuru. Đọc theo nha các bạn ơi. Rồi, bỏ mặc bệnh nhân. Vậy từ bệnh nhân là gì đây các bạn ha? Bệnh nhân, có ai biết bệnh nhân là gì không? Sensei sẽ cho các bạn một cái từ bệnh nhân, đó là chữ bệnh đi với chữ nhân luôn nào. Bionin có nghĩa là bệnh nhân ha. Hay bionin no hochisuru có nghĩa là bỏ mặc bệnh nhân nha các bạn ha. Rồi, tsugi nào. Bị bỏ mặc cho đến chết. Các bạn, bị bỏ mặc hồi nãy sensei đã nói rồi, bị bỏ mặc là gì đây? Này, hochisareru đúng không ha? Cho đến chết, đến là đến từ đâu, đến đâu đó, cho đến đâu đó, made. Chết là gì các bạn? Shinu, vậy chúng ta sẽ nói là shinu made hochisareru. Rồi,
Rồi bây giờ các bạn hãy stop video lại, luyện lại những cái từ này cho thật kỹ, sau đó các bạn hãy tiếp tục video sau các bạn nhé. Nhớ luyện đây là nói nhiều cho nó nhớ, rồi chúng ta mới tiếp tục qua phần tiếp theo của video. Hai, sensei watsuki haerimasu. Rồi bây giờ các bạn xem đây là một cái marker, một cái biểu tượng các bạn ha. Biểu tượng này là biểu tượng gì? Cấm để xe đạp lung tung. Và ha, cấm để xe đạp, cấm để xe máy lung tung thì ở Nhật, chắc các bạn nào có ở Nhật thì các bạn đã từng biết. Thì thường người ta đi ở những người ta để một cái chỗ là để xe máy để vậy, để xe đạp như vậy không có ai lấy hết, cho nên thường là hay quẳng đó mấy ngày mà là nó không thèm quan tâm đến nó. Thì nó sẽ có những cái chỗ nào có bảng hiệu này thì các bạn chú ý dùng xe ha. Cấm thì chúng ta có từ kinshi mà hồi sơ cấp chúng ta đã học rồi ha. Kinshi. Vậy cấm để lung tung thì chúng ta sẽ nói làm sao đây? Hai. Hochi kinshi. Hochi kinshi. Hochi kinshi. Hochi kinshi. Hochi kinshi. Nhớ chú ý dùng xe nha. À, đã ở bên Nhật thì nhớ chữ này có nghĩa là Hochi kinshi. Rồi tiếp dùng xe nào. Rồi cái này là gomi đúng không ha? Rồi cấm để rác lung tung, cấm để rác lung tung chúng ta sẽ nói như thế nào đây các bạn ha? Hai, gomi, gomi hochikinshi, gomi hochikinshi, gomi hochikinshi, gomi hochikinshi, gomi hochikinshi, gomi hochikinshi. Rồi tsugi nào? Là đây là tình trạng không biết ở Nhật có không, như ở Việt Nam thì các công viên rất là nhiều, mọi người hay dẫn con chó đi ra ngoài công viên chơi, sau đó cho nó ỉ rồi tiếp tục không thèm, có nghĩa là không thèm quan tâm, gọi là kinishinai de makarete hay là tsurete kaerimasu, là dẫn về. Thì trường hợp này, cái này là từ này có nghĩa là gì đây? Rồi thứ nhất chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số từ này. Đây cái này đọc là phun như các bạn ha, phun hoặc là kuso, kuso, kuso có nghĩa là phân các bạn ha, phun, phân, phun, phân, phun, phân các bạn ha. Đây, người này chính là người mà nuôi thú cưng, người ta gọi là kainushi. Kainushi chắc là biết rồi các bạn ha. Kainushi có nghĩa là chủ nuôi ha. Rồi, chủ nuôi này như thế nào các bạn? Nói làm sao đây? Hay, nhớ suy nghĩ trả lời rồi bắt đầu mới tiếp tục nha. Hay, petto no kuso hoặc là petto no fun sensei nha. Petto no kuso hochi suru kainushi. Nhớ ha. Cái người chủ mà đã lơ là phân của con chó cưng nhỉ, có nghĩa là con thú nuôi cưng của mình ha. Hay petto no kuso hochi suru kainushi. Petto no kuso hochi suru kainushi. Petto no kuso hochi suru kainushi. Rồi nhớ dùng sensei nha. Đây inu no fun wa kainushi ga mochi kaerimasho, có nghĩa là gì đây các bạn? Đây là một lời nhắn nhủ nè. Inu no fun có nghĩa là phân của chó, thì kainushi ga mochi kaerimasho, chủ nuôi hãy mang về nhé. Hay mochi kaerimasho các bạn, từ nay chúng ta đã được, có lỡ có nuôi thú cưng thì nhớ cái vấn đề này nha các bạn ha. Hay rồi tsugi haerimasu. Rồi cái này thấy các bạn thấy không, buta neko, trời con nào cũng rất là nhìn thấy rất là kinh khủng đúng không, và dưới cái nóng của mặt trời như thế này đúng không các bạn ha. Nhưng mà có người lái không các bạn? Hoàn toàn không có người lái, có nghĩa là chiếc xe này người ta để thú cưng ở trong cái xe và ha, mà không có thèm nó cháy nó, để nó ở trong đó dưới cái mặt trời nóng như thế này thì chúng ta sẽ nói như thế nào đây các bạn ơi? Các bạn nào trả lời được không nè? Nhớ trả lời cho thêm xe rồi tiếp tục xem câu trả lời nha. Vậy thì câu trả lời sẽ là atsuhi, có nghĩa là vào những cái ngày nắng nóng nóng ha. Kuruma ni hochi sareta betto. Hay atsuhi kuruma ni hochi sareta betto. Atsuhi atsuhi ni kuruma ni hochi sareta betto có nghĩa là gì đây các bạn? Những thú cưng mà bị bỏ lơ ở trong xe vào những cái ngày hè, ngày nóng nực các bạn ha. Atsuhi ni kuruma ni hochi sareta betto. Các bạn ha. Rồi tsugi. Này, akachan ga naiteimasu. Naiteimasu. Minasan wa oya toshitara. Nếu các bạn là cha là mẹ. Oya toshitara. Oya toshite. Các bạn ha. Ko hochi shimasu ka? Hochi shimasu ka minasan? Hochi shimasu ka? Tùy theo các bạn ha. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao đây? Hey, naiteiru akachan. Naiteiru akachan có nghĩa là cái đứa bé mà đang khóc các bạn ha. Naiteiru akachan o hochi suru hoặc là hochi shinai, tùy theo các bạn ha. Naiteiru akachan o hochi suru các bạn ha. Rồi tiếp tục xem xe nào. Rồi các bạn ơi, khi các bạn chat tổ ở Facebook, Messenger hoặc là Line các bạn ha,
Thì các bạn có bao giờ hô chi sư lưu bao giờ chưa ha? Khi ai đó nhắn cho các bạn có lơ là, các bạn không thèm ngó tới không? Nếu mà như vậy thì các bạn hãy cố gắng hay là làm sao mà để không phải lơ là tin nhắn của đối phương để đối phương đỡ buồn ha. Vậy chúng ta sẽ nói như thế nào trong câu này đây? Hai. Hãy like để Henji se zu ni. Henji có bằng Henji gắn ai, có nghĩa là không có hồi âm. Henji se zu ni là Henji san ai để các bạn ha, là không có hồi âm. Hochi suru no wa don na toki. Vậy các bạn khi cái lúc nào mà các bạn qua like á, có nghĩa là các bạn lơ là không trả lời qua like á, là những lúc nào các bạn hãy thử trả lời xem coi nào các bạn ha. Những lúc như thế nào mà các bạn lơ không trả lời các bạn ha, qua phương tiện like rồi hoặc là phương tiện face messenger các bạn ha. Rồi nhớ chú ý trả lời giùm xem xe nha. Hai sugi. Rồi minasan kore wa ha des ha des. Ha như thế này thì sao đây các bạn ha, trong trường hợp này như thế nào, nó bị gì đây các bạn ha, bị sâu răng đúng không ha. Rồi bị sâu răng thì như thế nào đây các bạn ha, là bị răng này nó bị người mình là mình bỏ lơ không có đánh răng không, cho nên nó sẽ bị sâu răng. Vậy thì chúng ta sẽ nói là hochi hochi, chúng ta gọi đây là mushiba, có nghĩa là răng sâu các bạn ha. Vậy thì làm sao đây, hay mushi hay mushiba o hochi chite shimau to do naru, hay mushiba o hochi chite shimau to do naru, có nghĩa là gì đây các bạn? Lỡ mà lơ là làm biến cái việc đánh răng á, bị là lơ là cái răng sâu thì nó sẽ trở nên như thế nào đây? Có bạn nào đang mushiba o hochi chite iru hito wa imasu ka? Nó sẽ làm như thế nào đây các bạn ha? Trả lời giùm sensei nhé. Đây, tsugi nào. Rồi, đây là một cái vấn đề tiếp theo nữa mà là hầu như ở nơi nào cũng vậy các bạn ha. Đi siêu thị xong, xong rồi đem cái xe chở rồi siêu thị đi ra ngoài để mà đặt đồ lên xe của mình, rồi sau đó quẳng cái xe luôn. Và cái xe này người ta gọi là xe đẩy này, chúng ta gọi là kato. Kato. Kato, đọc theo sensei nha. Kato. Kato. Kato có nghĩa là xe đẩy này các bạn ha, xe đẩy. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ nói đây là câu gì đây các bạn ha? Kato no hochi có nghĩa là sự lơ là những chiếc xe đẩy đi các bạn ha. Hay kato no hochi, kato no hochi, kato no hochi, kato no hochi các bạn ha. Rồi sugi nào. Tiếp tục động từ tiếp theo giùm sensei nào. Kofuku suru. Kofuku suru, kofuku đây là chữ hàng và chữ phục các bạn ha. Hàng phục, hàng phục, hàng phục các bạn ha. Rồi hàng này có nghĩa là gì đây các bạn ha? Hàng này có nghĩa là rụng xuống, hàng phục các bạn ha. Rụng xuống các bạn ha, là quy hàng á. Rồi thứ hai chữ phục, phục có nghĩa là gì? Phục có nghĩa là giấu, có nghĩa là núp, có nghĩa là nằm phục xuống. Thì có nghĩa là người này không nằm phục xuống nữa mà là người này đầu hàng, đứng dậy đầu hàng các bạn ha, cho nên ra chữ cô phu cư sư lưu đầu hàng. Rồi vậy thì chúng ta xem dùng xem xe nào. Rồi, nói giùm sensei những câu này là các bạn stop video lại và comment cho sensei những từ này cái nào các bạn sẽ hiểu tới đâu nào, rồi sau đó sẽ tiếp tục video nha. Rồi bây giờ sensei tiếp cái phần lời giải nào. Đầu hàng, kẻ địch là gì các bạn ơi? Kẻ địch các bạn ha, kẻ địch thì chúng ta có từ teki. Teki. Và đầu hàng kẻ địch chúng ta sẽ có từ teki là kẻ địch đầu hàng ai đó, chúng ta dùng trợ từ ni giùm sensei nào. Teki ni kofuku suru. Teki ni kofuku suru. Teki ni kofuku suru. Teki ni kofuku suru. Rồi thái độ đầu hàng, thái độ đầu hàng chúng ta có từ thái độ là taido. Vậy thái độ đầu hàng là kofuku. Kofuku no taido. 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 Rồi điều kiện đầu hàng, điều kiện đầu hàng, điều kiện là gì các bạn? Joken đúng không ha? Joken. Vậy điều kiện đầu hàng chúng ta sẽ nói là kofuku joken. Kofuku joken. Kofuku joken. Kofuku joken. Rồi đầu hàng vô điều kiện có nghĩa là không có điều kiện. Vậy cái từ không có chúng ta hay nói đó là từ có một cái từ không gì đó, mu, các bạn hãy nhớ mu. Mu joken có nghĩa là vô điều kiện, chữ vô các bạn ha. Hay mu joken, hay mu joken, mu joken chữ vô này nha các bạn. Vô có nghĩa là không nè. Mu joken kofuku. Các bạn ha. Hay mu joken kofuku. Hay mu joken kofuku có nghĩa là đầu hàng vô điều kiện. Rồi đâu vậy đầu hàng có điều kiện nó sao các bạn ha? Điều kiện là joken và kèm theo điều kiện, người ta sẽ dùng cái từ kèm theo đó là tsuki. Tsuku các bạn ha, tsuki masu, tsuku. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao đây? Hay hay joken tsuki, joken tsuki là kèm theo điều kiện. Với cái điều kiện đó, với kèm theo điều kiện
hệ Jokensuki đế bằng bằng cái điều kiện đó, nghĩa là đầu hàng với cái điều kiện này các bạn ha. Hệ Jokensuki đế cô phu cư sơ lự, Jokensuki đế cô phu cư sơ lự, Jokensuki đế cô phu cư sơ lự. Hay ok đấy. Rồi hãy stop video lại, lùi lại những từ này rồi chúng ta hãy tiếp tục video các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn xem nào. Đây là gì đây các bạn? Những người này những người lính đúng không ha? Chúng ta gọi những người lính này là gì đây? Đây, gun các bạn ha. Chữ quân các bạn ha, gun, gun có nghĩa là người lính. Và đây là cái hata có nghĩa là cái cờ. Và shiroi hata là cờ trắng. Khi mà shiroi hata onageru có nghĩa là ageru lên, có nghĩa là người này đầu hàng đúng không ha? Và shiroi hata người ta có một cách đọc khác nữa, đây là chữ bạch với chữ chữ khí có nghĩa là nhấn mạnh haki. Haki chữ bạch với chữ kỳ các bạn ha. Haki có nghĩa là cờ trắng, hoặc là chúng ta sẽ nói là shiroi hata âm kinh và đây là âm ôn là haki các bạn ha. Rồi vậy thì cái gun như thế nào đây? Hay haki hoặc là shiroi hata các bạn. O agete kofukusuru có nghĩa là giơ cao, giơ cái cờ trắng lên rồi đầu hàng. Hay shiroi hata o agete kofukusuru haki haki o agete kofukusuru các bạn ha. Rồi tsugi. Rồi đốt na đâu bên dưới đây các bạn, con vật nào đây? Hay đây là tora, con hổ đúng không ha? Tora đúng không, con hổ. Vậy con hổ như thế nào đây các bạn? Hay con hổ thì kofuku tora, kofuku tora, kofuku tora, kofuku tora, kofuku tora. Rồi sự ghi dùm xem nào, con này con gì đây các bạn ơi? Con gì đây? Kuma các bạn ha, kuma, kuma. Vậy chúng ta sẽ có là kofuku kuma, kofuku kuma, kofuku kuma, cái con gấu mà đã đầu hàng ha. Rồi tiếp theo dùm xem này, konohito wa shiroi hata hoặc là haki o futte furu các bạn ha, vẫy 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 có nghĩa là furu các bạn ha. Vậy thì chúng ta sẽ dùng là haki o furuhito có nghĩa là người mà vẫy cờ trắng ha các bạn ha. Hay haki o furuhito wa kofuku suruhito desu. Hay haki o furuhito wa kofuku suruhito desu. Còn ha konohito wa kofuku shite masu. Rồi tsugi nào. Này, hãy stop video lại làm giùm sensei cái này cái nào. Hai, sensei wa tsugi harimasu ne. Ràng buộc tự do, tự do, tự do là quá dễ rồi. Shiyu đúng không ha? Vậy chúng ta sẽ nói là gomen các bạn. Sumimasen, chúng ta qua từ vựng mới nè. Kosoku suru. Kosoku suru. Kosoku suru. Rồi chữ kosoku suru đây là chữ câu và chữ thúc. Câu có nghĩa là gì đấy các bạn? Câu có nghĩa là câu nệ, có nghĩa là thúc có nghĩa là bó các bạn ha, bó nó lại. Cho nên á, câu nệ và những cái gì đó câu nệ rồi bó buộc nó lại, đó là ràng buộc gò bó. Kosoku suru, kosoku suru, kosoku suru. Rồi bây giờ chúng ta hãy stop video lại và trả lời giùm sensei những câu này coi nào. Hai sensei wa tsugi harimasu, ràng buộc tự do. Vậy tự do là gì đây các bạn ha? Shiyu, shiyu. Vậy ràng buộc tự do thì chúng ta sẽ nói là hãy shiyu o kosoku suru. Shiyu o kosoku suru. Shiyu o kosoku suru. Đây, cái thời gian ràng buộc là gì đây các bạn? Kosoku jikan đúng không? Ha, kosoku suru jikan hoặc là kosoku jikan. Một ngày của công ty thì chúng ta sẽ nói làm sao đây các bạn? Hay, kaisha no ichinichi no kosoku jikan có nghĩa là thời gian ràng buộc của một ngày trong công ty. Kaisha no ichinichi no kosoku jikan. Kaisha no ichinichi no kosoku jikan. Kaisha no ichinichi no kosoku jikan. Rồi ràng buộc cơ thể, ràng buộc cơ thể nói làm sao đây các bạn ha? Cơ thể chúng ta nói làm sao đây? Hay shintai các bạn, chữ thân và chữ thể ha. Shintai, shintai o kosoku suru. Shintai o kosoku suru. Shintai o kosoku suru. Rồi gỡ bỏ ràng buộc có nghĩa là gỡ bỏ, bây giờ ràng buộc, bây giờ gỡ bỏ ràng buộc chúng ta sẽ có từ gỡ bỏ là từ gì đây các bạn ha? Chúng ta sẽ dùng là kosoku o datsuru, chữ thoát nha các bạn ha. Datsuru, datsuru gỡ bỏ sự ràng buộc các bạn ha. Rồi chúng ta xem tiếp trong sensei nè. Bị ràng buộc bởi lời hứa. Đây, lời hứa. Yakusoku đúng không ha? Bởi cái gì đó thì chúng ta sẽ dùng là ni các bạn ha, bị ràng buộc trong cái gì đó, cho nên là yakusoku ni kosoku sareru bị động nha các bạn ha. Kosoku sareru bị động, bị ràng buộc, kosoku sareru trong cái lời hứa đó, yakusoku ni kosoku sareru bị lời hứa nó ràng buộc mình, bị cái gì đó ni chúng ta xem nha. Rồi, bị ràng buộc bởi các điều kiện này chúng ta đã nói rồi, điều kiện là gì các bạn? Joken đúng không ha?
Vậy thì trong trường hợp này là joken joken ni kosoku sarer, cái này cô ghi bị sai thành chữ nhạc soku rồi, các bạn ghi thành chữ joken giùm xin dê nhá. Joken ni kosoku sarer. Rồi ràng buộc bằng hợp đồng, chắc các bạn nhiều từ người còn nhớ từ hợp đồng không? Còn nhớ hợp đồng là gì các bạn? Hay kê gia cự, kê gia cự. Kê gia cự ni yotte bởi một cái gì đó, ni yotte kosoku suru. Kê gia cự ni yotte kosoku ni kosoku suru. Hay Keyaku ni yotte kosoku suru có nghĩa là ràng buộc bằng hợp đồng. Rồi các bạn ơi, hãy stop video lại luyện cho nhớ rồi chúng ta hãy tiếp tục video nhé. Hai, sugi hairimasu. Kono hito wa nano kosoku desu ka minasan? Bị ràng buộc cái gì đây? Rồi thân thể đúng không? Shintai kosoku. Shintai các bạn, cơ thể của mình nè. Hãy shintai kosoku. Shintai kosoku. Shintai kosoku. Rồi, sugi, các bạn ơi, bị ràng buộc cái gì đây? Bởi dây, cái này dây thừng này chúng ta gọi là rope, rope, rope là sợi dây thừng nha các bạn ha. Vậy người này bị ràng buộc bởi cái gì đây các bạn? Rope de kosoku sareru. Rope de kosoku sareru te, cái tay bị buộc, bị trói buộc bởi cái sợi dây thừng. Hay rope de kosoku sareru te. Rope de kosoku sareru te. Rồi, sugi, chúng ta đi tiếp qua từ tiếp theo dùm xem nào. Gashi suru, gashi suru, gashi suru. Chữ gashi suru là chữ ngạ với chữ tạ tử các bạn ha. Ngạ có nghĩa là đói và tử có nghĩa là chết. Vậy ngạ tử có nghĩa là chết đói đúng không ha? Gashi suru. Rồi một phút, rồi, stop video lại trả lời dùm sensei những câu này cái nào. Rồi thứ nhất, cho con chó chết đói, đuối, chết đói các bạn ha. Cho nó chết đi các bạn ha. Vậy làm cho nó chết, chúng ta có cái thể gì còn nhớ ở bài 48 Minano thì không gọi mình học. Gam cho nó chết, gashi, gashi saseru. Gashi saseru, làm cho ai đó chết thì chúng ta sẽ dùng là ố người đó hoặc là cái gì đó chết. Inu o gashi saseru. Inu o gashi saseru có nghĩa là không cho nó ăn, không cho để cho nó chết, làm cho nó chết các bạn ha. Inu o gashi saseru. Inu o gashi saseru. Rồi tsugi dùng con sen sen ạ. Gia súc đã chết đói, và chúng ta có từ gia súc là gì? Còn nhớ của N3 chúng ta học từ gia súc kachiku. Kachiku các bạn ha. Vậy thì chúng ta sẽ nói là kachiku ga gashi suru. Kachiku ga gashi suru. Kachiku ga gashi suru. Đây, nguy cơ chết đói, chúng ta có từ nguy cơ là gì đây các bạn? Kiki các bạn ha. Kiki là nguy cơ, chữ nguy và chữ cơ luôn ha. Hay kiki. Kiki nguy cơ chết đói, gashi no kiki. Gashi no kiki. Gashi no kiki, gashi no kiki. Và nhiều người chết đói, câu này quá dễ đúng không ha? Thì chúng ta sẽ nói như thế nào đây? Oku no hito ga gashi suru. Oku no hito ga gashi suru. Oku no hito ga gashi suru. Rồi, chúng ta tiếp tục stop lại và luyện cho đến khi nhớ thì tiếp tục video nha các bạn ha. Rồi, kono, cái này các bạn thấy cái hình ảnh chết đói này ở nhiều nước đúng không các bạn ha? Và chúng ta xem coi đây là hay, cái này ở trong đâu? Hồi 900 các bạn, Senso Chiu các bạn ha, trong cái lúc 900. Oku no hito ga gashi shimasta. Các bạn ha. Hay Senso Chiu ni oku no hito ga gashi shimasta có nghĩa là hồi 900 đó rất là nhiều người bị chết đói đúng không ha? Senso Chiu ít mà mố đúng không ha? Ở rất là nhiều đất nước có bị người nhiều người chết đói. Senso Chiu ni oku no hito ga gashi shimasta. Hay tsugi, dekishi suru. Dekishi suru. Dekishi suru. Đây là chữ nịch hoặc là chữ niệu các bạn ha, đi với chữ tử có nghĩa là đuối các bạn ha, chữ nịch niệu có nghĩa là đuối và tử có nghĩa là chết. Vậy thì đuối cái gì đó chết thì mang tính chất là dekishi suru là chết đuối. Rồi một phút stop video lại làm cho xin xem những câu này có nào. Rồi chết đuối dưới biển, chết đuối trong lòng biển, vậy từ biển đó là gì đây các bạn ha? Umi đúng không ha, với naka chúng ta đọc là gaichu, kaichu. Umi kai các bạn ha, chiu. Kai chiu là trong lòng biển. Kai chiu ni dekishi suru, chết đuối trong lòng biển. Kai chiu ni dekishi suru là chết đuối dưới biển các bạn ha. Kai chiu ni dekishi suru. Đó là chết đuối ở ngoài sông thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ nói là kawa de dekishi suru. Kawa de dekishi suru. Kawa de thì trong trường hợp này các bạn có quyền nói kawa ni dekishi suru ok nha các bạn ha. Còn nếu ở ngoài đó sự việc diễn ra thì chúng ta sẽ dùng để đều được hết nha các bạn. Rồi, người mà nhảy xuống biển rồi chết đuối. Người nhảy xuống biển, nhảy, lao xuống biển, lao xuống, bay xuống. Vậy cái từ bay là gì các bạn? Tobimasu. Vậy bay xuống thì chúng ta bay vào cái gì đó, bay vào.
Tobikomimasu nha các bạn ha. Tobikomimasu, Tobikomimasu. Tobikonde là lao xuống biển nè. Umi e Tobikonde là lao xuống biển. Rồi, Dekishi Suruhito có nghĩa là cái người mà nhảy xuống biển rồi chết. Vâng ha. Rồi, Tsugi nè. Chết đuối trong lúc bơi ở ngoài sông. Chết đuối trong lúc bơi ở ngoài sông. Vậy trong lúc bơi ở ngoài sông chúng ta nói là sao đây? Hay Kawa de oyode iru uchi ni, còn nhớ uchi ni N3 chúng ta học không ha? Trong cái lúc như vậy thì đã sự việc gì đó xảy ra, trong cái trạng thái như vậy thì một sự việc gì đó đã xảy ra, hành động nào đó xảy ra ở thời cái trạng thái đó. Vậy trong lúc mà đang bơi ở ngoài sông thì bị chết đuối các bạn ha. Rồi, cứu cô bé khỏi chết đuối, vậy cái từ cứu là gì? Chúng ta có từ Tatsukeru đúng không các bạn ha, là giúp các bạn ha, giúp chứ không phải là cứu nha các bạn, giúp các bạn ha. Còn Tetsudau cũng có nghĩa là giúp, nhưng mà Tetsudau là khi mà người ta đang có một cái gì đó, mình đang bận cái gì đó, mình một tay phụ giúp, giúp một tay thì đó là Tetsudau nha các bạn ha. Còn Tatsukeru chỉ đơn thuần là cứu, cứu các bạn ha, cứu giúp, cứu giúp. Nhưng mà cứu giúp này là cứu giúp cái gì các bạn? Ví dụ cứ cho người ta tiền, mượn cho người ta ấy tiền, rồi cho người ta cái gì đó để mà cứu người ta ngay lúc đó. Còn cứu của suku có nghĩa là thoát chết, thoát nguy hiểm thì chúng ta mới dùng tới suku các bạn ha. Suku đây là chữ cứu, cứu người ta khỏi nguy hiểm người ta sẽ dùng suku, cho nên nhớ chú ý giùm sensei nha. Vậy cái cô bé, cậu bé, cô bé chúng ta có shoujo hoặc là cậu bé là shonen nha các bạn ha. Cứu cô bé, cứu ai đó, hay shoujo ố dùm sensei nha, cứu ai đó khỏi chết đuối. Dekishikara, dekishikara từ cái cơn chết đuối đó có nghĩa là khỏi chết đuối. Vậy chúng ta sẽ dùng là shoujo dekishikara suku, shoujo dekishikara suku, shoujo dekishikara suku. Đó là ý desu ka minasan. Hay rồi, 1 phút ngừng lại luyện, sau đó chúng ta hãy tiếp tục video nhé. Đó là tsugi nè. Người này đang làm gì đi các bạn? Hay cứu cậu bé khỏi chết đuối đúng không? Chúng ta nói là hay otoko no ko đúng không? Hoặc là jo, hay so, so. Các bạn ha. Tiếp theo giùm con ạ. Otoko no ko de kishikara suku có nghĩa là cứu cứu cậu bé này khỏi chết đuối các bạn ha. Đây, tsugi nào, đây là bài tập. Hôm nay từ những từ ngày hôm nay chúng ta học nè, cô soku suru đây các bạn ha. Cô soku suru nè. Hãy cô phu cư sư lưu các bạn ha, đầu hàng. Cô sô cư sư lưu là ràng buộc gò bó. Rồi ga si sư lưu chết đói, để ki si sư lưu chết đuối, hô chi sư lưu bỏ lơ, và từ một từ nữa cô cai sư lưu có nghĩa là hối hận. Cô cai sư lưu có nghĩa là hối hận. Điền những từ này vào trong những bài sau đây dùm sensei các bạn ha. Rồi hãy stop video lại, làm và trả lời cho sensei, sau đó chúng ta hãy xem lời giải nhé. Đây, câu số 1 kiểm xem xe nào. Đây. Waga, hoặc là watashi tachi waga các bạn hiểu á. Kadera ga nani nani shinai yo ni pan o ataeta. Có nghĩa là pan o ataeta có nghĩa là tặng cái bánh mì để mà shinai yo ni có nghĩa là để mà không. Để mà không, để họ, để ai không. Kadera ga. Chúng tôi tặng bánh mì, cho bánh mì để họ không, không gì các bạn. Không chết đói đúng không? Cho nên chúng ta có từ gashi shinai yo ni ban o ataeta. Ataeru có nghĩa là ban tặng, nó ban cho các bạn ha, ban tặng. Rồi, câu số 2 giùm xem xe nào. Isoide kekonshi yukkuri. Isoide kekonshi có nghĩa là bạn mà vì kết hôn vội vàng cho nên sẽ yukkuri cái gì đây các bạn? Vội vàng thì tất nhiên không có cái gì vội vàng là tốt hết. Cho nên yukkuri Kokai suru yo, bạn sẽ rồi từ từ bạn sẽ hối hận thôi. Kokai suru yo, kokai suru yo. Đây là câu số 3 nè. Teki wa haki o tatete có nghĩa là địch á, thì giơ cái lá cờ trắng lên thì làm gì đấy các bạn? À, đầu hàng đúng không ha? Kofuku suru, kofuku shita. Vô bằng ame no naka ni, trong cái lúc mưa. Shite oku to có nghĩa là gì đấy các bạn? Hễ mà cứ để như vậy trong lúc mưa thì chi tên sao quá sabiru đề số, thì chiếc xe đạp nó sẽ bị rỉ sét đó. Sabiru có nghĩa là sét, là rỉ ra các bạn ha. Vậy thì câu này sẽ là gì đây các bạn? Bỏ lơ đúng không? Nếu mà bỏ lơ chiếc xe đạp trong lúc mưa thì là hochi shite okuto đúng không ha. Hochi, hochi shite okuto, chi tên sao quá sabiru đề số. Thế này go bằng kono kai sa no ichinichi no cái gì đó,
một ngày cái thời gian gì đó một ngày của công ty này quá hà chi chi cần để à rư là trang trọng của desk nha các bạn ha. Và cái thời gian gì đây các bạn, thời gian ràng buộc một ngày của công ty là 8 tiếng, và chúng ta sẽ có từ ràng buộc đó là kosoku jikan các bạn ha. Câu số 6 dùm sen nào, no kiken kara mi o mamoru, có nghĩa là bảo vệ thân thể mình từ cái cơn nguy hiểm. Nguy hiểm gì đây các bạn ha, nguy hiểm gì đây, chúng ta sẽ có là ga dekishi no kiken kara mi o mamoru, có nghĩa là bảo vệ cơ thể mình, bảo vệ bản thân mình từ cái vùng nguy hiểm chết đuối đúng không ha. Rồi tiếp theo dùm sen nào, watashi wa tabemono ga nai tame ni nani suru tokoro datta, có nghĩa là vì tôi không có đồ ăn cho nên suýt nữa thì sao đây, chết đói, gashi suru koto kokoro datta đúng không ha, ngay cái lúc sắp chết đói rồi. Rồi tiếp theo dùm sen nào, karera wa kare ga umi de, họ thì cái gì đó shinjite được, họ tin là anh ta ở biển, cái gì đây các bạn, anh ta làm sao hay de kishita đúng không ha, họ tin là anh ta đã chết đuối ở biển rồi các bạn ha. Rồi có số 9 trong xe nào, dona koto ga atte mo cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng, có chuyện gì đi chăng nữa thì không được làm gì, không được đầu hàng, kofuku suru na. Rồi có số 10 dùm xe nào, hanami no ato ni, có nghĩa là sau cái buổi ngắm hoa thì insokumono, in là những cái đồ ăn thức uống, yagomi o có nghĩa với rác thì nani nani shite iru hito ga iru, có nghĩa là có những người mà đồ ăn thức uống như thế nào các bạn, hochi shite iru hito ga iru, có nghĩa là có rất là nhiều người mà bỏ lơ những cái rác là đồ ăn thức uống của mình sau những cái sau cái buổi ngắm hoa đúng không ha, các bạn có như vậy không các bạn. Đây, watashi wa anata to no kekkon o shita koto wa ichido mo nai, có nghĩa là gì đây các bạn, cái việc mà làm cái gì đó kết hôn với bạn thì chưa lần nào, vậy thì chúng ta gì đây, hay kokai shita koto wa ichido mo nai, có nghĩa là anh thì chưa bao giờ hối hận về cái việc mà kết hôn với em các bạn ha. Rồi câu số 12 nè, watashi wa jikan ni sarete iru, có nghĩa là gì đây các bạn, bị cái gì về thời gian, bị cái gì, bị thời gian làm gì các bạn, bó buộc đúng không, kosoku sarete iru, kosoku sarete, tôi bị bó buộc bởi thời gian, có nghĩa là bị thời gian chi phối rồi. Câu số 13, jishin no kangae kata ne, bởi cách suy nghĩ của bản thân mình, sarete jiyu o shina u, có nghĩa là mất tự do bởi cái gì, bị ràng buộc bởi suy nghĩ của bản thân mình mà thôi, cho nên chúng ta cũng có từ kosoku sarete jiyu o ushinau, các ushinau mất các bạn ha. Đó, minasan 12 câu này có ai được một trọn vẹn đủ mang tên không, có đủ 12 câu không ha, hy vọng rằng các bạn sẽ có đạt được những cái điểm tốt sau khi học cái phần từ vựng hôm nay của ngày hôm nay. Đó, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.